Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với quận 6. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà mới xây nằm ở trong hẻm 93 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kết cấu một trệt, hai lầu với mái che thang và nhà mới xây dựng đã được hoàn công rồi. Nhà nằm bên ngay phía trước của trường Bùi Hữu Nghĩa. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá dưới 4 tỷ ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì hãy xem hết cái clip này ha để thấy nhà coi có phù hợp không. Nếu phù hợp thì alo cho Vũ Hồng để đi xem nhà. Xong sau đó Vũ Hồng sẽ set up gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh và nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên cô chú anh chị bạn xem được liền. Còn nếu mình đã nhiều lần xem kênh rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Ở trên này là Vũ Hồng đang ở đây là lầu 2 của căn nhà ha. Lầu 2 phía trước có sân thượng phía trước. Nhà vệ sinh được dán tường cao đến trần. Thiết bị vệ sinh là bồn cầu liền khối. Rất xịn sò luôn ha. Nhà có chứng chính là hướng Tây. Và ở trên đây là có kho để chứa bồn nước lớn. Và phía sau là có phòng. Đó, phía sau là có phòng nè ha. Và có sân, có cái view nhìn ra trực tiếp ra sân trường Bùi Hữu Nghĩa ha. View nhìn trực tiếp ra sân trường Bùi Hữu Nghĩa luôn nha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Ống đồng, máy lạnh và dây cáp, điện thoại là chủ nhà đi đầy đủ hết ha. Cáp, internet đầy đủ hết luôn nha. Và tường nhà, chân tường dán cao lên một tấc. Và cầu thang ta dựng bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương, mặt bên bằng kính cường lực dày 12 ly ha. Ở lầu 1 có 2 phòng. Đây CV tổng nè. Và đây là phòng phía sau. Phòng phía sau thì cũng có cửa sổ nhìn view ra ngoài. View nhìn trực tiếp ra ngoài sân trường Bùi Hữu Nghĩa hết cô chú chị. Đó, nhìn view trực tiếp sân trường Bùi Hữu Nghĩa nha. Ngay chính giữa sân luôn nha. Phía sau nhà mình còn một khoảng thông. Khoảng thông hành phía sau khoảng chừng 1 mét, gần 1 mét đó cô chú anh chị. Đó, cáp là đi sẵn luôn nha. Đó, đây là cầu thang từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nè. Đó, đèn trang trí, đèn cầu thang đầy đủ hết nha. Mỗi một tầng là một nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh được dán cao lên đến trần hết rồi. Cửa nhôm chinh pha, kính cường lực. Phòng thì cũng vậy luôn ha. Phía trước thì có màn rèm và cửa sổ và có song sắt bảo vệ luôn ha. Hướng nhà là hướng Tây như cô chú anh chị. Ngang 4m và chiều dài là gần 9m. Và nhà mình chủ nhà đi sẵn ống đồng, máy lạnh ha. Dây điện chờ, rồi dây xả nước rồi đầy đủ hết rồi nha. Nhà này mới xây và giấy chủ quyền hồng và đã được hoàn công rồi, đầy đủ hết luôn ha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên như cô chú anh chị. Ở đây gần chợ Khiếu Năng Tỉnh, gần chợ Đêm phường 11, phường 13, quận 6 và gần luôn cả chợ Phú Lâm và dòng xe Phú Lâm, di chuyển vào trung tâm rất gần luôn ha. Đây là không gian dưới chợ nhà mình ha. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp đá hoa cương, chậu rửa inox 304 nội sâu lòng. Chủ nhà chưa sẵn chỗ để lắp máy giặt và bồn rửa, đầy đủ hết rồi ha. Một căn nhà rất đẹp. Ở phía sau này là cao phía trước khoảng 2,5 tấc nha. Tường nhà thì dán tường xung quanh hết rồi, tranh trang trí đồ đầy đủ hết ha. Nhà vệ sinh thì nằm ở dưới cầu thang. Một bộ salon chủ nhà trang bị sẵn cho mình luôn. Bức tranh nữa ha, đèn quạt, đèn trang trí, quạt, đèn màu, đèn led 12W và 3 chế độ luôn ha. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây nha. Hiện tại nhà mình đang cao mặt hẻm là 6 tấc. Và phía trong này cao hơn 2 tấc nữa là 8 tấc ha. Đó, nhà rất đẹp luôn, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên, hẻm 93 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc, quận phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh quận 6, gần chợ Phú Lâm, gần chợ Đêm phường ở đây gần chợ Đêm phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Ở đây di chuyển vào trung tâm thành phố rất gần luôn, qua đường Bà Hơn hoặc qua đường Kinh Dương Dương vào dòng xây Cú Lâm và vào cầu Dược Cây Gõ ha. Rồi mời ngắm nhìn không gian phía ngoài ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà Vũ Hồng vừa review cho cô chú anh chị bạn ở hẻm 93 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình ngang là 4m và chiều dài là gần 9m. Diện tích đất được công nhận là gần 33m ha.
nhà có giấy chủ quyền Hồng và đã được hoàn công rồi. Nhà nằm gần trường tiểu học An Lạc và trường trung học cơ sở An Lạc. Và phía sau mình là trường Bùi Hữu Nghĩa ha. Hẻm trước nhà là khoảng 4,5 m. Nhà mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Nếu cô chú gì bạn quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933797979, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Còn nếu mình có nhu cầu ký gửi nhà thì cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933787878, Vũ Hồng sẽ tới review bán nhanh cho cô chú anh chị. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video lần sau.